Em là Hoàng Thị Hương, quê ở Quảng Bình. Còn con em là Trần Hoàng Gia Bảo. Đầu năm là em phát hiện con nó có triệu chứng đau chân rồi. Em có đưa con vào Đồng Hới khám thì bác sĩ nói là không việc gì. Nên em cho con về. Tiếp thời gian gần đây là khoảng 2 tuần về lại đấy. Thấy con kêu đau. Mà nó thấy con đi là khập khiễng đó. Em đưa con vào bệnh viện Đà Nẵng khám thì bác sĩ cho biết là chồm cửa phẳng đó. Lúc nữa về cả vợ cả chồng đều khóc. Thương con, cái bệnh đó là của người lớn đó. Trẻ em ít có đó. Suy nghĩ nhiều lắm. Đây là trường hợp bệnh nhi nam 7 tuổi bị viêm xương sụn nguyên phát, chỏm xương đùi bên trái. Còn có tên gọi khác là bệnh tiêu chỏm xương đùi ở tuổi thiếu niên hoặc là bệnh Purchase. Thế thì đây là một cái bệnh mà cái nguyên nhân nó còn rất là mơ hồ, chưa khẳng định rõ ràng tại sao bệnh nhân lại có. Và khởi phát thường là bệnh nhân đau thoáng qua ở khớp háng và quá trình triệu chứng đau thì nó hết xong rồi nó lại lặp lại, nên ở giai đoạn sớm thì bệnh dễ bị bỏ sót và chỉ đến khi mà nó thể hiện rõ triệu chứng trên X quang rồi thì mới khẳng định được đây là bệnh viêm xương sụn nguyên phát. Và bệnh lý này thì nó có một cái tên gọi khác là bệnh lý X quang tiến triển, có nghĩa là sẽ trải qua 4 giai đoạn tiến triển của X quang, từ lúc đầu không có hình ảnh tổn thương trên X quang, đến giai đoạn 2 là cái chỏm nó bị xẹp xuống và bị phân thành các mảnh, và đến giai đoạn 3 là cái các mảnh nó lại liền lại, và giai đoạn cuối là nó sẽ chuyển thành giai đoạn tái tạo. Thế chính vì thế mà ở cái giai đoạn phân mảnh, cái chỏm xương đùi nó có xu hướng nó bị trượt ra phía ngoài, và dẫn đến là các giai đoạn sau là cái chỏm xương đùi nó bị đến giai đoạn tái tạo là cái chỏm xương đùi nó không tái cấu trúc được cái hình dạng tròn đều như ban đầu, và dẫn đến là cái khớp háng nó sẽ bị hư rất là sớm, thậm chí là qua tuổi dậy thì là cái khớp háng nó có thể hư rồi. Nhưng mà ở trong Đà Nẵng là họ kêu là không có cái biện pháp điều trị, bác sĩ họ cũng nói cũng không rõ nguyên nhân nữa. Nên là bà kêu là chỉ có chơi con lớn lên mới mà can thiệp được, chứ con nhỏ nên nó không can thiệp được. Nên bà có cho em một cái địa chỉ là ở bệnh viện Tâm Anh ở Hà Nội, nên em cũng lên mạng em tìm địa chỉ rồi em cũng tham khảo nhiều, tôi quyết định là đem con ra Hà Nội. Tới đấy thì bác sĩ đồng viên với bác khuyên nên cho con mổ sớm mà sẽ tốt hơn cho con, chứ để mà khi con lớn lên rồi có khi đó cái khớp con nó không giữ được. Nên là đưa hai vợ chồng quyết định là cho con mổ. Tình trạng mà tiêu chỏm xương đùi ở các bạn nhỏ như này á, rất là hiếm gặp luôn ha. Tỷ lệ thì nó chỉ khoảng 1/10.000 đến 100.000 luôn. Thì tần suất xuất hiện rất là thấp. Chính vì thế là mình hay bị nhầm với một số các bệnh lý khác, ví dụ như là các bệnh lý tổn thương sụn độ tuổi thanh thiếu niên, hay mình còn gọi là cái viêm khớp độ tuổi thanh thiếu niên, hoặc có một bệnh lý nữa là bệnh lý về viêm khớp độ tuổi thanh thiếu niên đó. Thì khi các bạn nhỏ như thế thì rất dễ có cái tình trạng tổn thương các cái khớp, ví dụ như khớp háng, khớp gối, là những cái khớp mà khi mà các cái xương có cái mật độ sụn nhiều hơn so với độ tuổi trưởng thành. Tuy là một bệnh lý hiếm gặp, thế nhưng mà cái biến chứng thì hoàn toàn rất nguy hiểm. Với nữa là khi mà con không được điều trị sớm, cái chỏm nó bị tổn thương thì cái dáng đi của con nó sẽ bị ảnh hưởng. Cái nguy cơ sợ nhất là cái chỏm nó không có hồi phục được, nó sẽ gây hoại tử hoàn toàn cái chỏm. Hoại tử hoàn toàn cái chỏm thì con không có cái biện pháp nào làm cả. Con sẽ phải thay một cái chỏm mới bằng cái phương pháp là thay khớp háng. Nhưng mà độ tuổi đấy đối với con đấy là một cái phẫu thuật thật sự tương đối là nặng nề. Con mổ hôm nay là được cắt đầu trên xương đùi và sửa lại cái góc cổ xương đùi để làm cho cái cổ xương đùi nó chui được vào trong, hoàn toàn nằm ở trong cái chỏm xương đùi. Trong quá trình mổ thì mình chỉ đưa cái khớp háng vào đúng trong cái ổ cối của khớp háng thôi, bằng cách là cắt cái phần trên xương đùi và chỉnh cái góc của ổ cối ấy, nó thấp xuống để đưa cái chỏm của xương đùi hoàn toàn vào trong ổ cối. Mục tiêu của điều trị là đưa được cái chỏm xương đùi nó vào đúng cái khớp háng, đúng vị trí, để đến giai đoạn tái tạo thì chỏm xương đùi nó sẽ được tròn đều. Đây là mổ cắt xương chỉnh trục, vì vậy mà phải chờ xương nó liền. Trẻ con thì xương liền rất nhanh, sau khoảng 4 tuần là xương đã liền rồi, trẻ có thể đi được rồi. Còn em ở ngoài là em nồng rồi, em nằm chứ, em nằm đi, em ngồi rồi, em rúng, người rúng,
rún cái nữa, rún, em không ngồi được nữa. Thế anh trong gọi là thôi hẹn nào không ngồi được thì cứ nằm chỗ, nằm đó đi. Là nằm cũng nằm được, nghe động phụt cứ chạy lại cửa ngõ. Nghe bên tay chuông cửa mà cứ bảo là em cứ chạy đi coi. Hai tiếng mới bác quay ra bảo là cầu một thành công tội đẹp rồi. Mừng mà nhẹ nhòm, mừng lãng hoài vào trong mừng. Khóc, em khóc luôn á. Nhưng mà quá một đêm với một ngày, nửa ngày á, thì đến chiều quá đến chiều là cũng tạm ổn rồi. Đau chưa có đau thì đau ít. Nhưng mà di chuyển hơi khó khăn nên vì đau ở chỗ đấy nên di chuyển hơi khó khăn nên là chút sáng bác cho đấy chụp lại. Cái bằng là cũng tốt rồi. Chơi chỉ có giờ kiểm tra là bác kiểm tra lại thay bán vậy lại bác quên xuống kiểm tra nó có thể có cho ra viện được. Cái bệnh này nó sẽ từ lúc khởi phát cho đến khi mà tái cấu trúc hoàn toàn nó diễn ra trong vòng khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm. Vì vậy mà cái quá trình điều trị nó rất là lâu dài và đòi hỏi cái sự phối hợp rất là tốt của gia đình cũng như là bác sĩ và nhà trường. Ví dụ trẻ ở giai đoạn mà mới khởi phát bệnh đến đau thì mà không chưa có rõ triệu chứng trên X-quang thì trẻ cần phải được nghỉ ngơi, không chạy nhảy hoặc là có các cái bài tập nhẹ nhàng để cho tránh cứng khớp. Thì các bạn nhỏ sự thích nghi rất là nhanh. Trong khoảng độ 4 đến 5 năm thì gần như là cái chỏm nó sẽ về với bình thường. Tỷ lệ mổ thì thành công rất là cao. Nên là bố mẹ khi phát hiện sớm thì cũng không có băn khoăn về vấn đề nó lắm. Hoàn toàn có thể điều trị khỏi dứt điểm cái bệnh này luôn ha. Khi mà cái y học còn chưa phát triển thì bệnh nhân hoàn toàn không được phẫu thuật. Bệnh nhân sẽ lựa chọn phương pháp là điều trị bảo tồn bằng cách nhỏ bó bột. Bó bột bệnh nhân sẽ bất động cái chân ở tư thế X từ 6 tuần đến 8 tuần. Trong 6 đến 8 tuần đấy rồi là gần như là bạn ấy không vận chế được. Và sau 6 đến 8 tuần thì sẽ chụp X-quang lại. Nếu như mọi thứ chưa ổn thì có thể là bó bột đến tận 6 tháng. Có nghĩa là bất động chân ở tư thế đó đến tận 6 tháng. Và với các bạn nhỏ khi đang độ tuổi lớn như này, bất động chân đến 6 tháng có rất nhiều nguy cơ. Thứ nhất là cái cơ chế vận động của bạn ấy, cái chân bên đó nó sẽ không được ổn. Cái sự phát triển sinh lý về chiều cao, về các cái vấn đề về cơ xương khớp nó sẽ không được ổn. Đó, thế thì cái phẫu thuật nó là một cái giải pháp ưu điểm hơn rất là nhiều. Các bạn quay trở lại sinh hoạt bình thường sau 4 tuần. Sau khi phẫu thuật xong, các bạn hoàn toàn không cần phải làm bột hay làm bất cứ một cái gì cả. Sau 4 tuần khi xương liền ổn, bạn hoàn toàn có thể quay trở lại vận động bình thường. Và sau 8 tuần thì gần như là bạn có thể chạy nhảy và sinh hoạt gần như lúc đầu luôn. Các bạn nhỏ như thế thì rất dễ có cái tình trạng tổn thương các cái khớp, ví dụ như khớp háng, khớp gối là những cái khớp mà khi mà các cái xương có cái mật độ sụn nhiều hơn so với độ tuổi trưởng thành. Thì khi các bạn, kể cả các bạn có chạy nhảy nhiều, đá bóng nhiều, đó, hoàn toàn sau những cái cuộc chơi như thế các bạn về, các bạn có thể hoàn toàn đau, mẹ con đau khớp háng, mẹ đau khớp gối. Thì đấy là những cái tình trạng bình thường ở độ tuổi phát triển. Thế nhưng mà cái này hoàn toàn mình có thể nhầm lẫn với các bệnh lý đó khi các triệu chứng nó cũng chỉ là những cái đau khớp háng đó. Và tập trung chủ yếu là gì? Cái thời lượng đau nó sẽ tăng lên. Bình thường có thể một năm đau một lần. Sau đó thì khi mà cái độ tuổi mà nó tăng lên 7-8 tuổi thì cái tần suất đau nó sẽ tăng lên. Ví dụ như là 2 tuần đau một lần, rồi có khi 1 tuần đau một lần đó. Thì khi mà các cái triệu chứng tăng lên như thế thì bố mẹ phải đưa con đi đến khám để loại trừ cái bệnh lý này. Bệnh viện Tâm Anh thì có đơn nguyên chỉnh hình nhi, là các bác sĩ rất là chuyên môn về những cái này và update những cái kiến thức mới nhất về bệnh lý tiêu chảy trung đùi ở các bạn nhỏ như này, thì đã đưa ra được cái phương án điều trị thích hợp nhất. Thế nhưng mà cái phương án mà các bác sĩ ở bệnh viện Tâm Anh đưa ra thì đó là những cái phương pháp tối ưu nhất cho các bạn ấy rồi. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội mở phòng khám chấn thương chỉnh hình nhi vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần, với hai chuyên gia nhiều kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị các bệnh lý cơ xương khớp ở trẻ em. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Quỳnh, thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Ban. Để đặt lịch khám, quý khách hàng vui lòng liên lạc qua số điện thoại 1800 6858 và 0247 106 6858.